Phương, Việt Hoa và Gia An, Lãnh Thanh phát hiện cô gái nắm mọi đầu mối về việc cả hai đang điều tra ở trong khách sạn, cả hai vội vàng đi vào. Trong khi đó, phó giám đốc tìm nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ nhờ người tìm hiểu về người đàn ông tên Phúc Đen. Gia An, Lãnh Thanh đưa Phương, Việt Hoa về nhà. Sau khi dừng xe, Gia An chưa muốn rời đi, muốn ở lại nói chuyện với Phương. Tuy nhiên, Phương không đồng ý, tôi và cậu ngoài chuyện công việc, không có gì để nói. Gia An hỏi vặn làm sao Phương biết anh sẽ nói chuyện ngoài công việc. Có phải vì Phương biết tình cảm tôi dành cho Phương và Phương đang trốn tránh? Gia An hỏi. Phó giám đốc kỳ nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ nhờ người tìm hiểu về người đàn ông tên Phúc Đen. Ban đầu người được nhờ không muốn giúp ông Kình vì đây là hành động nguy hiểm. Ông ta hỏi nguyên nhân ông Kình tìm hiểu về người đàn ông đó. Sắp tới nhà tôi có chuyện rất quan trọng liên quan đến gia đình ông Phúc Đen. Chính vì vậy, gia đình tôi muốn biết trước đây và bây giờ nhà ông Phúc sinh sống, làm việc ra sao, ông Kình giải thích. Bà Tâm thích ông Sang nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh nên mạnh dạn viết thơ với ý tỏ tình nhưng ông Sang không hiểu ý. Lấy cớ gặp bà Lan nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh để rời đi. Phương và Gia An phát hiện cô gái nắm mọi đầu mối về việc cả hai đang điều tra ở trong khách sạn. Mọi đầu mối đều nằm ở cô ta, Gia An nói, cả hai cùng đi vào khách sạn. Mai Anh, Minh Thu cho người theo dõi Phương và Gia An. Thấy hai người đi vào khách sạn, tên này vội vàng báo cáo cho Mai Anh, hai đứa vào khách sạn tầm 20 phút rồi chị. Người đàn ông tên Phúc Đen mà ông Kình tìm hiểu là ai? Mai Anh sẽ làm gì khi biết tin Gia An và Phương vào khách sạn?